con đường làng bâng khuâng ta cứ ngỡ mình nằm mơ. Lâu lắm rồi rời xa quê nhà, xa mãi đinh và cây đa xa, xa đồng lúa chiều, xa diều vi vu, xa hàng rong bụt, cánh chuồn chuồn nghĩ. Về đây để nghe dặm tre chiều hát, về đây để nghe lại tiếng mẹ ru. Mẹ ru lời ru về cánh cò trắng, mẹ ru lời ru về gió mùa thu. Mẹ ơi lời ru mẹ như dòng suối, mẹ ơi lời ru mẹ như biển khơi, mẹ ơi lời ru mẹ như ngọn đuốc dìu dắt đời con vượt qua ngàn khó khăn gian nan. Dù cho giờ đây mẹ không còn nữa, lời ru mẹ vẫn vang suốt đời con. Cùng với thời gian lời ru còn mãi, cùng với thời gian lời ru đã hóa câu dân ca. Như ngày hôm qua.
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề khán giả tại trường quay, chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Thời gian 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Xin chào em. Dạ vâng ạ. Đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến các anh chị khách mời. Em chào anh Bạch Công Khanh và Trini xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua sóng truyền hình. Tiếng hát của Trini rất là đặc biệt. Anh Nguyễn Văn Trung, anh có nghĩ vậy không? Anh cảm thấy rất là xúc động với tiết mục này. Bởi vì thứ nhất, đây là một bài hát rất là hay. Và thứ hai, nếu như Quỳnh là cái cô gái của ngày hôm qua thì Trini là cô gái của bây giờ. Và làm cho Trung đang có cái cảm giác là cô gái này đang đối thoại với chính mình của ngày hôm qua, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vì cái giọng hát của Trini nó rất là sâu lắng, nó rất là da diết và nó rất là từng trải. Và khi nghe hai bài hát rõ ràng Trung có cái cảm giác như vậy. Và Trung thấy xúc động về cái điều đó. Một cô gái trải qua vui buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Và khi mà nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính cái thanh xuân của mình, ngày tươi trẻ, và bây giờ mình đang hiện tại, mình vẫn đang hài lòng với cuộc sống của mình. Xin chúc mừng cả hai bạn, tuyệt vời. Thế còn anh Nguyễn Hoàng Duy, anh nghĩ gì? Anh thấy là bạn anh vừa quay lại là bạn anh rồi đó. Chính rất là sâu sắc. Rất hay, rất hay. Hai bạn thực sự là rất là hòa quyện vào với nhau. Trini có cái quãng giọng của em rất là hay. Nói chung là cả ba người tụi anh đều được em chinh phục. Chúc mừng cho hai bạn hôm nay, tiết mục này rất tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Duy ạ. Và chính anh Quang Hà cũng đã phải đứng lên vỗ tay cho Trini. Ngày hôm nay, cái vị tiết mục này Hà đứng lên để Hà có thể thưởng thức trọn vẹn, có thể đu đưa, có thể hát theo, hòa nhập theo cái giọng hát của hai bạn. Đó là một tiết mục Hà nghĩ rằng là hoàn toàn là xứng đáng. Cảm ơn Quang Hà. Và Khanh hy vọng rằng Song Ca Giấu Mặt sẽ là một cái nơi mang tiếng hát của bạn ngày càng gần hơn nữa. Dạ vâng, em cũng mong thế. Bây giờ hát tặng cho chúng tôi thêm một câu trong một ca khúc khác ngoài ca khúc này trong số 8 bài hát được không nào? Có hai ca khúc mà em rất là trông đợi để được trình bày. Đó là một là ca khúc này, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và thứ hai là bài Người Hãy Quên Em Đi. Cho phép em được thể hiện một phần nhỏ ca khúc đó. Xin mời Trini. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn thì hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm,
tình yêu như là gió thoáng qua thế. Người hãy yêu em đi. Yeah, cảm ơn Juni rất nhiều. Hay nhà cao mà
đâu chữ cho vừa. Trăm đường ý ý trăm đường biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu đã vâng. Ơ đôi ta cùng xây đắp tình thương chưa lâu thân mến. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ là hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra lựa chọn cho mình. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn của khán giả sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh. Hãy tự giới thiệu về mình nhé. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới tất cả các khách mời, tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay và khán giả xem đài. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Ngân Ánh và em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc và hiện tại thì em đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Hoàng Ngân Ánh, một tiếng hát rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Chị chào em. Giọng hát em rất là dễ thương. Từ cái thần thái em bước xuống này, em giao lưu với anh Quốc Đại là chị thấy ở em một cái sự tự tin, rất tự tin và biết cách để giao lưu và làm chủ cái sân khấu của mình. Thực ra là khi mà anh Đại chọn em là chị biết là cái phần trình diễn của em sẽ được tỏa sáng, bởi vì giọng ca của anh Đại là quá hay về dân ca bolero rồi. Bởi vì cái này là ở ngoài hai đứa rất thân, không phải là mình nên mình khen bạn đâu, nhưng mà thật sự giọng của bạn đã hỗ trợ rất nhiều cho bạn Ánh ngày hôm nay. Bài hát hôm nay đối với em như vậy là chị rất thích và trọn vẹn rồi. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn chị. Quốc Đại đã từng biết Ánh rồi và hôm nay thì hơi bị bất ngờ khi mà ép Ánh phải hát ca khúc này, và một cái ca khúc hoàn toàn không phải sở trường, mà Ánh thì chuyên về cái dòng trữ tình thôi. Thành ra hôm nay đối với anh thì Ánh đã làm rất là tốt, và với cái vẻ tự tin của Ánh trên sân khấu thì tuy là lần đầu tiên là hai anh em mình kết hợp cùng nhau một tiết mục mà anh cảm thấy em rất là nhanh, và với cái tinh thần này anh nghĩ em sẽ còn tiến xa nữa. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của Hoàng Ngân Ánh cùng với ca sĩ Quốc Đại. Phố xưa vuốt mần về giữa mưa chiều, có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen. Hồ
thản nhiên ca hát hoa tiên mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian. Nhớ như nhung bỗng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi. Mộng mơ hoa bướm ngày tháng giống trời, tình yêu cao vút tự do bên trong, ước mơ xuân người bây giờ thành thơ. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ nhung phù du sắc cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ nhung phù du chập cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Thưa quý vị, đó là Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn Vũ Công, Ánh Nguyệt. Nghệ sĩ Trấn Thành, anh cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Khi bạn cất giọng hát lên những câu đầu tiên rất là giống, nhưng mà vào cái đoạn điệp khúc thì bắt đầu nó hơi thay đổi một tí xíu về âm sắc. Tự nhiên nó có chất giọng của bạn ở trong đó nhiều hơn. Bài này âm vực cũng hơi cao nên tôi nói rồi, những khi nào mà âm vực quá cao thì cái độ kiểm soát của mình để hát giống một ca sĩ thần tượng nó sẽ khó hơn. Bạn hát giống anh Quang Dũng ở những quãng trầm nhiều hơn là những quãng cao. Tại vì nếu như bạn hát giống anh Quang Dũng nhiều hơn thì bạn phải đẩy cái âm thanh nó hơi lên mũi một tí, thì nó ngộp ngộp lại một tí nữa thì nó mới giống nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là anh Quang Dũng anh có một cái đặc biệt hơn, rất là lạ hơn người ta, là mặc dù anh hát bằng mũi, giọng mũi nhiều, nhưng mà khi hát thì cái âm thanh nó lại vang, nghe rất là dày. Nhưng mà còn âm thanh của bạn thì nó lại đóng vào trong, nó nằm ở trong người bạn nhiều hơn, nó không có ra, nó thoát ra nhiều. Là nãy giờ Thành đang nói về màu giọng, còn nếu mà nói về phong cách hay là tình cảm hay là cái cách bạn thể hiện trên sân khấu thì hoàn toàn giống nhé. Chất giọng của em, cái âm của em, những khi em nhả những có một vài chữ rất là giống, chẳng hạn như câu ao, chữ phai cũng rất là đẹp. Duy chưa có điều giống như chị có cảm nhận giống như Thành. Có nghĩa là Dũng hát thì nghe nó như thế, nhưng cái độ dày trong cái giọng nó sẽ có. Đôi khi em hát cái hơi nhiều, em cũng hát theo cách của Dũng, nhưng lại bị nuốt vào trong hơi nhiều, cho nên nó gọi, người ta dùng từ là nó bị tù, cái giọng mình nó tù, nó không vang ra ngoài. Thì cái đó là mình sẽ khắc phục lại nếu em được vào vòng trong. Chứ em, chị thấy chị thích cái phong thái của em nhất. Cho chị bổ sung thêm vạch mặt anh Quang Dũng chút xíu. Xin lỗi anh Quang Dũng điều đó. Tại vì chị hát với anh Quang Dũng cũng khá nhiều. Quang Dũng hát cái miệng hơi mím mím, mím. Cười mím chi đó cái tay. Đúng rồi. Còn đó một chút. Đúng rồi, đúng rồi, là tay nó phải, nó hơi một chút là có cái sự móc vô đó cưng. Cái tay nó cứ như vậy nè. Và có cái xu hướng á là chồm người ra phía trước. Trời ơi. Là cái tay để chồm người ra phía trước. Sao bình thường tôi nhớ Quang Dũng của tôi sang lắm mà ta. Tự nhiên nghe qua. Tự tưởng sẽ qua hai người này cái gì móc. Móc chồm. Rồi cái gì dày dày. Thấy anh Quang Dũng ảnh bị gì. Đó là cách chúng tôi diễn tả. Chúng tôi đang diễn tả anh Quang Dũng một cách rất mỹ miều. Chỉ có hai MC thể hiện lại rất khuyết tật thôi. Và khi mỗi lần mà đứng mà chờ nhạc á, cái mặt của Dũng như nè, mặt kiêu hãnh đó không chị? Kiêu hãnh đó. Mặt nhạc chưa đi, nhạc chưa đi rồi hát, tôi hát cho nghe. Đúng rồi đó, cái kiểu này nè, tán nhạc cho mặt tôi đi nè. Tán nhạc cho mặt tôi đi. Rồi tôi hát cho nghe, đó. Ừ, đó. Thật ra đây, nãy giờ nói đùa thôi, chứ thật ra những người như là chị Minh Tuyết là cái người hát nhiều với anh Dũng. Cho nên những cái chi tiết đó nó thuộc về cái sự tinh tế, cái sự quan sát, hát với nhau nhiều mới phát hiện ra được những cái điều đó. Và các vị giám khảo đã chia sẻ lại với em. Hy vọng rằng ở những vòng sau, mình sẽ tiếp thu những cái điều này để mình làm cái phần thi của mình tốt nhất nha. Chúc mừng Tuấn Nguyễn.
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều này, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây, tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn mướt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa ôi buồn. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù, xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ, còn tuổi nào cho nhau trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa ôi buồn. Tuổi nào ngồi khóc tình đã, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù, xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây xe thêm màu áo hồng. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ, tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, quý vị. Lại một điều bất ngờ nữa đã diễn ra trong chương trình Ca sĩ thần tượng, đó là lần đầu tiên chúng ta nghe một cái sự kết hợp quá tuyệt vời giữa một giọng ca trẻ Hồ Ngọc Hà và nữ danh ca Khánh Ly. Qua phần thể hiện của hai thí sinh
Đan Trang và Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt. Giám khảo Trấn Thành của chúng ta lại rơi nước mắt vì xúc động. Yeah. Sao vậy à, giám khảo Trấn Thành? Tôi không biết sao chứ tôi luôn luôn có những cái giọt nước mắt cho những cái tác phẩm hoành tráng trong nghệ thuật. Hồi nãy cái cách mà chương trình bài trí cho các bạn một cái đàn piano với những cái gốc cây khô như thế này, đúng như là hai miền. Tuần trước Đan Trang hóa thân thành Hồ Ngọc Hà. Hôm nay tôi cực kỳ ngạc nhiên khi bạn mở đầu, bạn cũng hát bằng giọng của cô Khánh Ly, giống như là cách của chị Ánh Nguyệt đã làm. Tôi hơi thắc mắc là trời ơi sao bé dại vậy, lần trước đang hay ho như vậy thì lần này tại sao lại đi làm một cái điều mà trong khi đối thủ mình đang làm rất tốt là chị Ánh Nguyệt đang làm cô Khánh Ly gần như là hoàn hảo, thì một lát nữa hát giữa bài em xuống em đổi lại Hà Hồ, và cách em vào trong cái bài hát này em thật sự lại làm anh xúc động. Anh cảm nhận được đây là một cái sự giao thoa giữa hai thế hệ. Anh tưởng tượng được cái cảnh là nếu như mà Hà Hồ gặp cô Khánh Ly ở ngoài đời sẽ là như thế. Anh biết sao chứ anh thấy em hiểu Hà. Tại vì anh nghĩ là Hà gặp cô Khánh Ly Hà cũng sẽ, Hà luôn có cái sự nhún nhường với bậc tiền bối của mình. Luôn luôn giống như là cô hát đi, chị hát đi. Trong cái bài vừa rồi anh thấy em có điều đó. Và anh thấy em hiểu cái thần tượng em khủng khiếp. Và em làm cho anh cảm thấy ồ, anh nổi da gà và thật sự anh rất xúc động. Và hôm nay em hát giống Hà Hồ kinh khủng, những nốt cao em lên cực kỳ căng. Và em thật sự có tài năng. Cảm ơn cả hai người. Giám khảo Trấn Thành đã rơi nước mắt vì em. Và bây giờ cũng như thế, cái cảm xúc của em bây giờ thế nào? Dạ, em đối với chị Nguyệt giống như là một người mẹ và một người đi trước của em. Em thật sự rất ngưỡng mộ chị. Và qua cả câu chuyện của chị nữa cũng rất giống với mẹ của em, nên em cảm thấy rất là thương cảm. Và em nghĩ là phần thi này kết quả là cả hai đều phải hát cho thật hay. Nên là em cũng muốn được hóa thân thật tốt và được có thể phụ giúp cho chị một cái gì đó trong cái bài hát này. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Tôi nghe từng ca từ của hai bạn hát, tôi nhớ lại một cái câu thơ như thế này: sầu đông càng lắc càng đầy, bao thu dọn lại một ngày dài ghê. Có nghĩa là cái bài này nó gói ghém như một đời người con gái luôn. Từ cái thuở còn thiếu nữ cho đến lúc không còn mong chờ điều gì nữa, có thể là cuộc tình nó đã chết luôn rồi. Cái thế giới trên cái sân khấu mở ra đó là lúc mà Ánh Nguyệt mặc cái tà áo dài này vô cùng xinh đẹp và đi trong một cái rừng cây trắng và trong những cái sương mờ và ra hát những cái câu đầu tiên, thực sự rất là cảm xúc. Và tôi không còn nghe để mà soi từng lời từng câu gì nữa mà chỉ thả hồn theo cái bài hát này mà thôi. Và đặc biệt cái cô Đan Trang này á, từ hồi hát với Pascal Ngọc Tân cho đến nay hát với một bạn diễn khác của mình, anh luôn nhìn thấy ở em một cái sự trân trọng người bạn diễn của mình, nhường nhịn và giống như mở cái tâm hồn mình ra để mà hai người cùng ôm lấy nhau, để cùng hoặc là cùng nắm tay nhau để mà đi đến hết cái bài hát. Anh rất là thấy trân trọng cái điều đó ở em. Và xin mời giám khảo Minh Tuyết. Trong cái tiết mục ngày hôm nay, người ta nói như thế nào? Âm nhạc nó hay là bởi vì nó truyền cảm hứng từ người này tới người kia. Nó chạm tới trái tim của người nghe, nó chạm tới niềm vui lẫn nỗi đau. Và ngày hôm nay, Ánh Nguyệt và Đan Trang, lý do tại sao Trấn Thành rớt nước mắt là bởi vì em đã chạm đến trái tim của Trấn Thành và kể cả của chị. Với cảm nhận của chị ngày hôm nay khi chị xem tiết mục này, chị thấy từ Đan Trang cho tới Ánh Nguyệt không còn là Đan Trang và Ánh Nguyệt nữa, mà từ phong thái tới giọng hát nó là Hồ Ngọc Hà và Khánh Ly. Quá tuyệt vời, cảm ơn các vị giám khảo. Và cái vòng này giống như là hai chị em không còn là song đấu nữa mà là song kiếm hợp bích. Vậy thì bây giờ có lẽ chúng ta cũng không khó để mà đưa ra quyết định của mình, phải không ạ? Sự lựa chọn của các vị giám khảo dành cho hai thí sinh này như thế nào? Trước tiên là Đan Trang. Mời Trấn Thành. Anh chọn em. Trấn Thành lựa chọn. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị cho em vé vào trong thẳng. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đan Trang, thần tượng của em thì có một cái vóc dáng rất là thon thả và rất là xinh đẹp, đúng không? Em nghĩ là em có thể phấn đấu được như vậy không? Dạ, thật sự là
trong cái thời gian vừa qua em cũng rất là cố gắng để giảm cân, và em cũng muốn được có cái nét xinh đẹp và cái sự bản lĩnh của chị Hà, và em cũng đang rất là muốn cố gắng. Em xinh đẹp là em có rồi. Vòng trước đó thì anh cũng có nói nhỏ với em sau hậu trường là em cố gắng thể thao một chút để mình có sức khỏe, ngoài ra mình có thêm cái diện mạo nó thật là xinh đẹp hơn. Khuôn mặt mình đã xinh đẹp rồi thì có thêm cái điều đó về ngoại hình nữa, mình sẽ rất là bắt sân khấu. Có một cái câu là love your body, be yourself, có nghĩa là hãy yêu cơ thể của mình đó, như là yêu chính mình. Anh chọn em. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng lựa chọn. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Hôm nay em có một cái sức hút rất là đặc biệt, và chị nghĩ rằng chị không có lý do nào mà không đưa em về cái ghế ngồi bên đó hết. Xin chúc mừng Đan Trang. Cảm ơn, cảm ơn. Với sự lựa chọn của cả bốn vị giám khảo, mời em. Xin mời. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh Ánh Nguyệt. Mời giám khảo Cẩm Ly. Ánh Nguyệt thì hôm nay là trong cái bài hát này không có gì phải để chê hết. Tất cả những cái khiếm khuyết của ở vòng trước thì hôm nay làm rất là tốt và hát rất là đầy đặn luôn. Ly rất là muốn, nếu mà Nguyệt vào vòng trong được thì muốn có một cái gì đó hơi bứt phá một tí xíu. Chứ bây giờ mình hoàn thiện lắm, nhưng mà mình lại nằm ở cái chế độ hơi như an toàn. Nhưng mà dẫu sao thì với tiết mục này thì Ly vẫn dành vé chọn cho Ánh Nguyệt. Vé chọn, xin cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Và xin mời giám khảo Trấn Thành. Đúng như chị Cẩm Ly nói là nó rất là an toàn. Và thực sự thì chương trình vẫn cần chị trong đêm chung kết. Mời chị. Cảm ơn Trấn Thành. Mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Ánh Nguyệt, còn tuổi nào chứ em, một bài hát mà Tuyết rất là thích, bởi vì Tuyết cũng đã từng hát rồi. Tuyết chỉ mơ ước được một điều, có một ngày Tuyết thấy được cô Khánh Ly thực sự cùng bạn Ánh Nguyệt song ca một bài hát trên một sân khấu lớn. Yes. Vé chọn, xin cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không một giây suy nghĩ, tôi chọn Ánh Nguyệt. Và như vậy là cả bốn vị giám khảo đều lựa chọn Ánh Nguyệt. Xin chúc mừng thí sinh Ánh Nguyệt của chúng ta. Xin chúc mừng chị. Sẽ không còn những yêu thương. Hai trai đẹp của chúng ta đang chờ đợi những lời góp ý của các vị giám khảo. Thật sự ra mà nói thì giọng của Ngọc Tân không khác Hà là mấy so với giọng thật. Thì anh nghĩ là cái bài này chắc là cái quãng nó không có thuận lợi cho Tân lắm. Thấp thì nó hơi thấp quá, nhưng mà lên cao thì nó cao không tới. Nó bị lỡ á. Thành thử ra nó không thuận lợi cho em lắm. Cái bài này Lâm hát ổn định hơn rất nhiều. Và anh thích Lâm khi Lâm là Lâm hơn. Giọng rất là đẹp và hát sạch sẽ lắm, cái nốt của em nó sạch. Và em biết cách thả hồn vào bài hát rất nhiều. Anh nghĩ là nếu em đi làm một ca sĩ chuyên nghiệp thì anh nghĩ em có nhiều điều kiện thuận lợi để nổi tiếng. Đẹp trai, thấy không? Vóc dáng ổn định, hát cũng ổn định rất là tốt. Quan trọng hơn hết thì anh chỉ góp ý cho em thôi, cái này đã là về thẩm mỹ âm nhạc của em. Hiện nay em hát bài này hơi bị ủy mị và nó bị lê thê. Nhưng mà anh vẫn thích em tại vì em hát rất là tốt. Và cả Tân cũng vậy. Bài này những đoạn cao thì Tân mới là người giữ được. Tại vì Tân hát giọng gió, Tân có thể rướng lên. Và chính vì em hát giọng thật cho nên những cái đó thật ra em để xa để em ăn gian. Chứ thật sự Tân mới là người rướng mấy cái giọng cao. Chỉ có một cái góp ý nhỏ mà tụi em để dành kinh nghiệm là khi mình hát càng thấp nó sẽ không rõ lời. Vì thế khẩu hình mình đừng khép lại nhiều quá, nhất là Hoàng Lâm. Nhưng khi em solo cái đoạn mà riêng của em đó rất là tình và đẹp vô cùng, cái quãng đó của em đẹp lắm. Còn Tân á, theo cảm nhận của chị luôn là em á, khi mà tụi em hát đồng thanh nó không được quyện với nhau. Có thể là do Tân lúc nào cũng hát theo cái kiểu mà kìm ra cái giọng hơi, còn em là âm em thẳng ra luôn, cho nên là hai cái nó không dính vào với nhau, không quyện thì đúng hơn, chứ không phải là tụi em bị so le nhiều. Nhưng Tân để ý một xíu, mai mốt em hát đôi em phải nương bạn một tí xíu, tại vì em hát theo cảm xúc, cho nên Lâm phải nhìn miệng em để bè theo, để nương theo, cho nên đúng Lâm rồi. Một cách rất là dò tìm cái khẩu hình của em để mà hát theo, cho nên chị cũng tội Lâm ở cái điểm đó một phần. Cho nên là nếu mà mình hát đôi á
mình tập thật là kỹ. Còn không thôi tụi em phải nương nhau cái cách mà mình sẽ xuống câu nào, xuống từ nào. Chứ không thôi mình, ví dụ Tân em hát gì cảm xúc em quá tự do thì tội nghiệp Lâm, Lâm phải nương theo miệng em để mà hát. Cái đó chị nhìn thấy điều đó. Ok, đó là đẹp. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Chúc mừng hai em. Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài gầy thêm nắng mai, lối em đi về nào anh có hay. Gọi em cho nắng chết trên sông dài, thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao, đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió lay, áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này, áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Vừa rồi là một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hạ Trắng, với phần dự thi của thí sinh Ánh Nguyệt. Nhìn gương mặt của các vị giám khảo thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều rất thổn thức với tiết mục vừa rồi, phải không ạ? Tan chảy. Giọng hát của bạn mang một sự hoài niệm da diết. Giọng hát đó không phải cất ra với cái âm sắc của cô Khánh Ly bây giờ, mà của cô Khánh Ly những ngày xưa, khi mà chúng ta còn nghe những cái đĩa than hay là những cái băng cassette. Và cái âm thanh của bạn á, cái màu của nó rất là retro, nó có cái màu nó rất là vintage, nó rất màu là cổ điển đấy. Màu cổ điển đó, nó ngộ lắm. Khi bạn hát lên, cái âm thanh của bạn tạo ra không gian, người ta hình dung được không gian. Và quan trọng là một trong những cái điều mà thí sinh khi thể hiện giọng hát của một người khác không bao giờ làm được, đó là chỉ nhái được âm sắc chứ không nhái được linh hồn. Hôm nay bài hát của bạn lại hoàn toàn khác. Bạn tải được cái hồn của bài hát rất nhiều. Nhắm mắt lại cứ nghe đúng như một danh ca hát. Và rất là giống với cô Khánh Ly. Chỉ có vài điểm mà Thành nghĩ rằng nếu như bạn thay đổi một tí là hoàn hảo. Là cô Khánh Ly sẽ không hát nối chữ như bạn nhiều. Bạn nối chữ này qua chữ kia đẹp quá, cô Khánh Ly sẽ hát ngắt ra nhiều hơn. Ví dụ cổ là gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, ngắt ra nhiều hơn một tí, dứt khoát hơn. Cảm ơn Trấn Thành rất là nhiều. Những cái điều mà Trấn Thành nói thì đại nghĩa
cũng đồng tình luôn. Bởi vì khi mà nhắm mắt nghe Ánh Nguyệt hát á, có thể mình vẫn không nghe ra được cái giọng của cô Khánh Ly như bây giờ, nhưng mà tự nhiên trong đầu Đại Nghĩa lại hình dung ra cái không gian, cái bối cảnh của Sài Gòn vào thập niên 60-70 á. Khi đó cô Khánh Ly được mệnh danh như là nữ hoàng chân đất, bước lên một cái sàn gỗ, một cái bục gỗ nhỏ và cứ đứng thong dong và hát. Nó tạo ra một cái không gian làm cho mình cảm giác hoài niệm á. Chính vì thế, có thể là chưa giống 100% như những gì mà chúng ta mong đợi khi mà nghe Ánh Nguyệt hát với cô Khánh Ly bây giờ. Nhưng mà nó tạo cho mình những cái cảm xúc vô cùng đặc biệt. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lúc nãy thì anh Đại Nghĩa có nhắc đến danh ca Khánh Ly với cái mệnh danh là nữ hoàng chân đất. Tôi cũng đã đọc được cái câu chuyện này. Thì cô đi hát từ rất là sớm, từ năm 1960. Cái thời gian đó có thể là một trong những người chúng ta còn chưa sinh ra nữa. Thì trong một cái buổi hát trước rất đông người thì cô đã mang một cái đôi giày cao gót và rất là rung, và cô đã vịn vào vai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để mà bắt đầu chuẩn bị hát thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới bảo là buông tay ra đi và bình tĩnh để hát. Thì sau đó chị vẫn không giữ vững được bình tĩnh thì chị đã tháo đôi giày cao gót ra và đứng trên nền đất vậy thôi. Và hát trong cái buổi đó đến 30 đến 40 bài mà truyền cảm hứng được cho rất là nhiều người. Đó thì một cái câu chuyện nó cũng đơn sơ mộc mạc thôi, nhưng mà nó cũng nói lên được là một cái nữ hoàng của nền tân nhạc Việt Nam cũng đã bước đi những cái bước chân mộc mạc như vậy. Và thực sự đối với tôi á, tôi cảm nhận là hình như cái màn vừa rồi không phải là phần đơn ca của bạn đâu, mà đó là một phần song ca, một phần song ca của Ánh Nguyệt và cô Khánh Ly. Tôi cảm thấy là trong chất giọng của bạn có những cái thuộc về của bạn nữa, bởi vì nó có những cái rất là vang, sáng và rất là sắc bén. Còn đối với cô Khánh Ly thì có cái gì đó nó rất là trầm hơn. Và đặc biệt là lúc mà bạn hát cái câu gọi nắng đến cái phần giữa thì ánh sáng, những cái làn nắng nó tỏa xuống. Và thực sự tôi cảm giác là trong giọng hát của bạn có cái hào quang ở trong đó. Nó sưởi ấm cho khán giả rất là nhiều. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và cảm ơn chị Ánh Nguyệt rất nhiều. Và hy vọng là vòng sau với những cái góp ý của giám khảo sẽ làm cho mình bùng cháy hơn nữa ha. Cảm ơn chị. Đình Tiến Thành và Hoàng Đệ. Thấy chị Minh Tuyết chỉ cười suốt cái phần trình diễn của hai bạn luôn đó. Chị Minh Tuyết, chị nhận xét thế nào ạ? Chị đây chị đau quá à. Chị đau vô cùng luôn vậy đó. Thấy đau khớp quá không chị? Mà tự nhiên cái mặt chị nó dặn theo em luôn á, không biết sao nữa, mà nó làm chị không phân tâm vô cùng, chị không thể nào mà để ý đến tất cả những cái điều khác xung quanh được hết. Khi bạn hát giống như cái đèn cầy mà bị đốt cái nó chảy dần ra rồi, sao nó ngộ lắm, nó cái chao đảo mà nó sao á. Anh Thành này hình như là anh bị hóa thân vào anh Phương luôn, anh không còn là ảnh nữa. Không, cho nên là nhưng bây giờ mà mình phải bình xíu nha. Thật ra ngoài đời Khánh Phương á là dứt khoát giống như cái bạn Hoàng Đệ hả? Giống như Hoàng bạn Đệ hơn, chứ Phương không có ẹo tới mức độ. Nói chung là bây giờ tôi vẫn còn rất là hoang mang, nó chứng thành nè. Tôi vẫn không biết là cái đúng cái Thành nào là đúng. Thành đi diễn đó với Phương rồi, thật ra Phương á là hay. Bây giờ Thành làm đi Thành. Đó, Phương tôi hay dứt khoát. Hoang mang quá. Còn là chỉ trên cơn hai chúng ta, chứ không có tới nào mà ẹo mà. Mà giận xé mà. Cái gì không có mà tí quyền như vậy. Còn Thành giống như bị lặt lìa. Phải không? Cái gì mà ông đó từng chút. Người ta là đau khớp thôi, còn Trấn Thành làm là bị tháo khớp luôn rồi. Bài này thấy bạn lịnh lắm, động tác dứt khoát, mà bài này tiết chế giọng hát luôn, nói cái là kiểm soát liền hát, rất là hay, rất là giống luôn. Cái màu giọng trong cái cách hát, cái giọng của em á, em bám sát Khánh Phương không có rời được một cái đoạn nào hết. Đúng luôn. Dù cho em có quằn quại cỡ nào em vẫn không có bị lệch ra khỏi cái vũ trụ. Còn ví dụ như cái bạn Đệ thì từ lúc ở những cái vòng đầu thì nó không có ổn. Ví dụ như là có khi nó lại được, có khi nó không được. Và giống như cái vòng 2 thì nó không có, chị nói là giống như nó không có cái độ xè xung quanh nó bao á. Thì cái vòng 3 này là bạn có sự khắc phục. Còn em là dù cho em quằn quại cỡ nào em vẫn bám trụ vững cái cách hát, cái màu sắc, cái cách phát âm ra, cái đừng cái độ xè, độ khè gì của Phương là em rất là giữ vững. Okay. Thương cái cậu bé mà Đệ này ghê á. Cậu Hoàng Đệ này cậu hát rất là tập trung, lần này thấy bạn rất là quyết tâm luôn. Tôi rất là thích cái cách mà cải thiện bạn trong một thời gian ngắn mà bạn cải thiện mà thấy rõ luôn á. Thank you.
Từ khi em không còn về quanh sân là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi chàng vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sâu cùng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chỉ mình còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Nhìn làng mây trắng đường lờ vút cao bay lên trốn xa. Hoa một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chương chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sâu. Yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng làng mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Qua một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chung chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sâu. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, từng đàn chim em chung chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, vút cao bay lên trốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chung chim môi cười. Là đời anh vẫn mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sầu. Thí sinh Nguyễn Minh Hoàng với ca khúc Hết một thời của ca sĩ Đan Trường, kiếp ve sầu, nhạc ngoại lời Việt Nguyễn Ngọc Thiện. Em có cái thái độ này rất là buồn cười. Lúc đầu em ra em hát á, mắt em không dám nhìn thẳng, hát giống như đi trốn nợ vậy đó. Hát nhìn lén lén, cái bắt đầu lén lén ông ca ông ca ông ca ca ăn hồi, cái em thấy tôi với bà Minh Tuyết bên đây vỗ tay giơ tay cái bà động vô ê ông Sơn lên nè, ê ông Sơn là cái nào, ê hay như bên kia, ê tụi nó chịu à, ê cái bắt đầu ông Sơn lên. Ông xung lên kia chưa ông hát ngồi cái ông hát cái ngó bên này cái lâu ông chớp mắt vậy nè, ông ngó qua bên giám khảo coi người ta còn vui không, hết vui cái ông lo lại cái vừa búng gì vỗ tay cái kia ơi mở mắt ra không vỗ nữa à. Quá ra là các bạn này tâm lý trồi sụt vậy đó hả? Mà ca có vụ mà hiếp một mí để coi bên kia còn vỗ tay không, cái gì vậy trời. Ca là phải tự tin mình hát hay, hiểu không? Đưa ánh mắt mình tới khán giả là tự động giám khảo người ta vui à, thấy không? Ca mà có vụ len lén dòm, thấy không? Thôi làm quá Thành ơi. Nói anh Thành anh chia sẻ cái chuyện này á, em cũng rút kinh nghiệm cho thí sinh là bản thân mình phải tự tin vào giọng hát của mình. Nhưng đúng mà rồi, rút kinh nghiệm của ban giám khảo nè, bớt làm mặt ngầu để cho thí sinh ta tập trung ta thi. Đâu có đâu, anh lúc nào cũng cười tươi cho tụi em thoải mái hết á. Tại vì anh biết mà anh ngồi anh căng á là tụi em lo, thấy không? Anh em đúng không? Lúc nào anh cũng nhìn anh vui lên, thoải mái lên. Hôm nay em hát bài này rất tốt luôn. Phản phất, cái từ phản phất này của chị Tư nãy dùng đoạn đầu á, thì bây giờ anh thấy
nó, anh dùng cái từ nó mạnh hơn phản phất một tí, à nó bắt đầu vất vưởng. À không, cái gì hả? Vất vưởng là thế thảm rồi. Rồi bắt đầu nó vấn vương, nó vấn vương hơn tí đó. Nó bắt đầu xa xôi quá vậy, vấn vương mà nó qua tới vất vưởng luôn vậy hả? Ráng sao mà hát dòng sao cho khán giả và giám khảo cảm thấy mình vồ vập họ luôn đó. Nó chứ đậm nét hơn rất nhiều, em hát rất tốt những cái cách nhả chữ, nhưng mà anh cần em nét hơn tí, ngậm cái chữ miết nó ra cho nó thẳng chữ ra một tí thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Trấn Thành gọi là gì? Vấn vương. Tuyết thì Tuyết dùng cái chữ là phản phất, thêm chữ S đó, có nghĩa là nhiều, nhiều á. Ý là có nghĩa là nhiều cái phản phất, chứ không là một cái giống như chị Ly. Có nghĩa là cái sự phản phất hồi nãy có chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ là phản phất rất là nhiều của Đan Trường trong cái giọng hát của bạn qua bài hát này. Chỉ có điều là Tuyết nói với chị Cẩm Ly á, là cái âm á, cái cách nhả chữ với cái âm của bạn á, nó sao Tư, nãy em nói tròn. Với Tư á, em hát cụ thể chị mới nói chị dễ hơn. Chờ ngày em đến tiếng hát vuốt cao đó, chỉ còn tia nắng ấm áp, đúng đó, cao hiểu không? Tức là thay vì bây giờ em đang bẹt như thế này thì bây giờ em cho nó nở cái phần khẩu trên hình. Cao cái khẩu hình của em khi em phát âm ra đó thì nó sẽ giống Anh Trường hơn một tí xíu nữa. Còn của em bây giờ nó chị nói đơm na là nó hơi bẹt, trong khi em có cái âm sắc giống Anh Trường. Chị nghĩ em tự tin em sẽ hát được, bởi vì khi em tự tin em hát chuẩn cái nốt sáng của anh Đan Trường. Cảm ơn các vị giám khảo đã góp ý cho thí sinh Minh Hoàng của chúng ta. Cảm ơn Minh Hoàng. Lời nói đầu môi anh ơi chót lưỡi đầu môi phải xa đánh thôi, sao anh gian dối người ơi, vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tóc tôi nhà, không biết vì sao, dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan vậy đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian, nhìn mưa rơi ngoài hiên nghe tình tôi lao xao trên miên, một ngày kia anh có quay về. Chi thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si, anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Em vẫn trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi, mưa răng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi, thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si. Trên trời và hoài xa rồi, cho dù tôi đã có yêu dưới tình anh, đã có yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi, mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Vì em đã cho yêu ai mãi vô tình không nhận ra tình yêu. Trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi. Đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi, mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn. Tình yêu anh đã cho em.
quen không quý vị? Quen quá phải không? Chị Minh Tuyết, chị ngồi chị cứ cười mà chị cứ lắc, chị sao? Chị sao vậy chị Tuyết? Chị nhột. Chị nhột hả? Chị ngộ lắm, mỗi lần mà chị nghe ai hát bài của chị hoặc là hát giống chị, hoặc là chị vô nhà hàng mà ai mở cái bài của chị lại mắc cỡ, không biết tại sao nữa. Đúng, nghe nó cứ nhột nhột thế nào. Trấn Thành cứ vào đó, một là cánh hồng vai, hai là nghe bài Anh Cứ Đi của bà Harry Won. Trời ơi, nổi da gà. Nhưng mà bây giờ thì các vị giám khảo đưa ra một cái lời kết luận đi ạ. À. Hỏi mấy người sống nội tâm đó. Đúng rồi. À, ai vậy đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Cho em ngồi kế Nam với đó. Đây, đây. Ta gặp nhau làm chi đó. Đó, thấy chưa? Sau chương trình này, cảm ơn Sen Vàng. Tôi thấy hết tất cả những gương mặt trong showbiz. Người đã từng mời tôi ăn bít tết, đẩy tôi vô một tiệm chè ăn cho mập thay 7-8 ly. Bây giờ bỏ rơi tôi, chị có Cẩm Ly là ở bên Trấn Thành. Nói nghe nè. À, mình cứu bạn, nhưng mà mình không biết là cái lời nói đó nó có thật lòng không? Thật lòng. Trong cuộc sống của Trấn Thành, một trong những người Trấn Thành yêu quý nhất đó là Cẩm Ly. À, mấy em ơi, đưa cho anh Thành với chị Ly hay ly cà phê đi. Thành ơi, nhưng mà anh vẫn xác nhận là anh em mình sẽ sống hòa thuận. Em vẫn yêu anh. Trời đất ơi. Ủa, em cảm thấy cái hiệu bánh tráng hồi nãy mang tên Khả Như dời về phía Trấn Thành với Hoàng Nhật Nam rồi đó. Không, anh bán bánh tráng mè. Vậy cho tôi biết được chưa? Giờ 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Bằng Kiều Minh Tuyết. Dạ, đó là câu trả lời chính xác. Vậy thì thôi, chị Tuyết thì bây giờ mời chứ nói về mình thì chắc chị cũng ngại, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mời chị của chị Tuyết nói đi. Chị của chị Tuyết, em mời. Chị Tư. Trước khi chị Tư phát biểu là mét một chút xíu. Cái biểu hiện của chị Tư lúc nhạc intro vào là Tư. Ủa sao anh sống nội tâm mà anh múa kỳ vậy? À, chào tất cả bốn bạn. Ly sẽ lý giải tại sao mà có những cái khoảnh khắc như thế. Đôi khi chúng tôi làm những ca sĩ rất là lâu năm rồi, hát thì nó cũng thường và nghe bạn bè hát cũng rất là nhiều. Nhưng mà bài hát dần dần qua thời gian nó sẽ có những bài mới. Nhưng mà tại sao khi chúng tôi nghe là những cái bài mà người ta gọi là những bài hit, nó làm như là một cái sự phấn khích nó quay trở lại. Bởi những cái bài hát như thế nó sống mãi với thời gian. Tự nhiên cái người mình nó phấn khởi. Và khi mà các bạn mà thể hiện đúng cái tiêu chí của chương trình, nó đem lại cho tôi một sự phấn khích. À trời ơi, cái bài này nghe là nó rất thích, mà của ca sĩ này mà không ngờ cái bạn này hát quá tuyệt vời, giống bài này đã rất là hay. Và con Ly cũng hát hoài đó, vừa hát vừa nhảy. Cho nên khi nghe lại thích vô cùng luôn. Là con của Ly cũng hát nhạc của dì nữa đó hả? Trời ơi, nó hát mà nó nhảy luôn kìa, nó mê bài này lắm luôn. Giờ nói về các bạn thì khi mà nhìn qua cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo thì thật sự là cái vóc dáng, đặc biệt là cái phần tóc rất là giống. Khi cất tiếng hát lên thì đối với bản thân Ly thì cô áo đỏ, đoạn chậm á, mình thấy rất là giống. Nhưng khi mà lên cái cao trào để mà qua cái tiết tấu khác mà hát cao á, thì ở bên đây lại ok hơn. Nhưng mà cái lực của bạn thì lại mạnh hơn bạn bên đây. Cái lực mà bùng cháy của Minh Tuyết khi hát những cái đoạn cao trào thì bạn áo đỏ có. Đó là mỗi người có một tí xíu ưu thế. Còn nói về hai bạn nam á, thì hai bạn không có cảm giác cái giọng của Bằng Kiều. Tại vì Bằng Kiều hát cái giọng, ta kêu giọng mái luôn đó. Cái thứ hai nữa, Bằng Kiều hát là nốt nào bắn thẳng vào nốt đó, nó rất là sắc và nó chắc. Trong khi mình thì mình lại nhẹ nhàng mềm mại quá. Cái đó là cái cảm nhận của Ly trong cái vòng đầu tiên này. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn phần chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly, đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Tôi có một đề nghị được hay không? Bây giờ có thể Minh Tuyết có thể hát bài này được không? Đó là cái điều mà đại nghĩa cũng đang mong muốn và chuẩn bị nói ra đó. Thật sự là rất là thích giọng hát của Minh Tuyết. Thành ơi, chắc là Thành phụ anh dìu chị Tuyết lên đi Thành. Thiệt không? Minh Tuyết. Lên luôn. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình thôi, anh ơi đừng xi. Anh như áng mây trên trời và hoài dài rồi. Cho dù tôi đã khôn như kéo giữ tình anh. Đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình nguyệt ngùng đầu môi. Cứ dán mắt trên môi rồi thêm nhạt thiên côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Mình Tuyết, 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 Mình Tuyết. Mình
lời nói đâu mọi anh ơi chốt lưới đầu mọi phải xa đành tôi sao anh gian dối người ơi vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu vì sao anh tôi không yêu vì sao dù biết bao yêu xưa nay vẫn có hợp tan phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian nhìn một giây ngoài hiên nghe tình tôi lao dao chỉ mình một ngày khi anh có quay về đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình sĩ anh như anh mây trên trời và hoài xa xôi cho dù tôi đã cố níu kéo giữ tình anh đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối thêm bao trái ngang cuộc tình nhìn ngừng đầu môi mưa răng mang trên môi sầu thêm nhà đơn côi dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình sĩ anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối thêm bao trái ngang cuộc tình nguyên ngục đầu anh mang trên môi sầu thêm nhà đến côi dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Wow. Anh nam ác với em quá à. Minh Tuyết một cái sự ngẫu hứng quá tuyệt vời thưa quý vị. Phải nói là cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lời của một anh người rất nội tâm. Anh em, anh biết em bôn ba mười mấy hai Thành mấy ơi, đừng nhìn rồi. Anh với ánh mắt đó Thành ơi. Không, trời anh nhìn ơi. Anh với mắt ngưỡng mộ. Và cảm ơn. Nhờ anh có lời đề nghị này sân khấu mới quậy lên như vậy. Hai em thí sinh này nè. May mắn quá. Có cái bạn gốc đi nhìn liền. Các bạn đã được chị Minh Tuyết thị phạm tại chỗ luôn. Hay quá. Một lần nữa cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Quá dữ luôn. Khi nhạc vô rồi khán giả vỗ tay một cái là bất chấp hát như chưa bao giờ được hát. Minh Tuyết phải bay từ Hóc Môn về tới thành phố Hồ Chí Minh để dự quay đó. Từ Hóc Môn về tới đây là cũng bị đó. Ngược múi giờ đó nha trời thầy. Ơi ngược múi giờ hát không có nổi đó mà bà lên Tuyết cứ hát Tuyết vỗ tay cái bằng bởi vậy hát lệch múi giờ luôn mà lâu lắm em mới thấy chị Cẩm Ly mà chị nhảy nhiệt tình như vậy luôn á đúng không mọi người? Đúng rồi. Ủa em thấy anh Nghĩa nhúng dữ lắm đó anh Nghĩa. Tại em mê chị Tuyết. Thì đó. Nào giờ thực ra coi qua màn hình thôi chứ chưa bao giờ mà được đứng cùng sân khấu với Minh Tuyết mà nghe Minh Tuyết hát kế bên lỗ tai mình như vậy. Thì luôn cả đời em không bao giờ em mơ được cái giấc mơ mà em được làm vũ đoàn bên cạnh chị Tuyết. Em nhảy quá trời luôn. Hồi nãy phải chi mà Minh Tuyết hát bài đó xong chị Tư tiếp nối luôn cà phê miệt trường là hết sảy. Dạ một lần nữa cảm ơn các vị giám khảo, đặc biệt là cảm ơn chị Minh Tuyết rất nhiều. À, bây giờ trước khi nghe các vị giám khảo nhận xét tiếp thì chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn ấy nha. Em tên là Thân Đức Tài. Em sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam. Và hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng. Cảm ơn em. Cô gái thứ hai xinh đẹp. Em tên là Châu Thanh Mộng. Hiện tại thì em đang làm diễn viên tự do. Là diễn viên mà hát hú hồn vậy đó quý vị. Tiếp theo cô gái ở vị trí số 3. Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Linh, sinh ra ở Sóc Trăng và hiện em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo. Xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Linh, em sinh ra tại thành phố Hưng Yên và hiện nay đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Bây giờ mình trở lại một tí về hai anh bằng kiều trước. Có thể là do cái bài này vì phải hát chung với bài Đã Không Yêu Thì Thôi nên mình không có thể phô trương hết cái nốt cao thì thành đời các bạn ở bài đơn ha. Các bạn hiện nay vẫn chưa có những xử lý của anh Kiều luôn. Anh Kiều ở nay hát kia mà. Một trái tim bé lê rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu. Mà cái giọng Bắc của anh rất là đặc sệt. Anh Kiều phát âm giọng Bắc rất là chuẩn và đậm nét. Còn hai bạn Minh Tuyết, thật ra cái hơi á thì bạn số 3 giống hơn, nhưng cái bạn này lại giống Minh Tuyết lúc trẻ hơn. Bạn thân ghê em. Giống anh... Minh Tuyết lúc tuổi teen hơn. À đó, lúc mà Thành là... Thành. Bởi vì tại sao nãy Tuyết qua anh Nam ngồi đó. Không có, Tuyết vẫn trẻ. Nhưng mà em giống Tuyết lúc mới vào nghề hơn. Và bạn này thần thái rất giống Tuyết. Cách hát, chỉ tay, rồi bấm quyệt cái bụng, đẩy mặt hơi, lúc nào siêu diễn nè. Cái gì? Mày muốn cái gì hả? Tao nói như vậy mày có nghe không hả? Mày muốn cái gì chứ hả? Đó là Minh Tuyết. Và bạn phải để ý thêm một điều nữa, bạn số 3. Cái độ ngân rất là nhiều.
vậy thôi, nhiêu đó thôi. Ca sĩ Minh Tuyết, chị có đồng ý với những lời mà anh Trấn Thành chia sẻ không ạ? Chị hát với anh Bằng Kiều cũng hơn 15 năm. Thế nhưng mà chị không biết rằng là cái hình tượng anh Bằng Kiều hát xấu như anh Trấn Thành diễn tả như vậy. Hát cái gì mà như là em đã trao, cái gì mà xấu dữ vậy. Cái âm thanh của anh Bằng Kiều phát ra nó rất là sáng và nó ăn microphone kinh khủng. Còn riêng về hai cô Minh Tuyết trên kia, tự nói về mình thấy nó buồn cười gì đâu. Nói sao, cái đặc trưng của Minh Tuyết mà Minh Tuyết thường thường ít khi nào mà để ý cái đặc trưng mình là cái gì lắm. Nhưng mà có lần anh nghe anh Hoài An nói Minh Tuyết có những cái luyến lấy riêng của Minh Tuyết, thì Tuyết mới biết tại sao các bạn mỗi lần bắt chước Minh Tuyết thì hay luyến lấy nhiều. Nhưng cái ưu điểm, nhưng nếu mà mình làm quá nó trở thành cái khuyết điểm. Để ý một chút xíu, tiết chế cái đó cho Minh Tuyết chút xíu. Cái thứ hai nữa là đúng là Thành nói là Tuyết có cái độ nghênh đuôi, và cái đó cũng là một cái đặc trưng của Minh Tuyết. Tuyết với chị Như Quỳnh hồi xưa cũng ra từ một cái lò của nhà văn hóa thiếu nhi, thì có cái chất giọng giống, hơi giống giống nhau. Cái cách để mà các bạn nghiên cứu kỹ lại là khi các bạn để ý từng câu từng chữ của cái lời bài hát thì các bạn sẽ lấy được cái hồn của cái bài hát. Cái tiêu chí của Tuyết hát một bài hát á, nếu Tuyết không lấy ra được cái hồn của cái bài hát thì Tuyết sẽ không hát. Hy vọng rằng là vào vòng sau thì các bạn rút kinh nghiệm. Thank you. Dạ, cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Mời đại diện Hoàng Việt Nam chia sẻ. Không quyến rũ, không sexy thì không phải là Minh Tuyết. Dạ, em cảm ơn anh Nam. Thật sự thật sự là như vậy. Rất phụ nữ nghe nó không đã, rất là đàn bà, rất là quyến rũ. Theo cái một cái nghĩa rất là sang trọng ha. Đàn bà là từ đẹp nhất dành cho phụ nữ đó các bạn. Cái bộ trang phục của các em chọn tối hôm nay nó cũng tôn lên cái vóc dáng của các em. Và đặc biệt là anh muốn nhắc tới, tức là cái tóc là một cái vũ khí rất là lợi hại của chị Minh Tuyết. Có những cái đoạn mà vui lên thì chỉ có thể lắc nhẹ, hoặc là có những đoạn trữ tình chỉ hay vuốt tóc nhẹ như này đó. Nhưng mà rất lợi hại. Mái những... tóc đó là mất 3 tiếng đồng hồ để sắn, để quấn, để cuốn, để bung xỏa, rồi nhét. Các em có thể xem những cái video clip của chị Minh Tuyết á. Các em nhìn thấy chị nhìn vào một cái đưa tay, dường như nó hút mà nó gọi là nứt cái lens máy quay luôn á. Tức là vừa ánh mắt, ha, vừa cái môi, rồi đặc biệt là cái mái tóc đó. Thì bạn số 2 là bạn Mộng thì anh nghĩ là em hôm nay em tạo hình khá là tốt. Tuy nhiên bạn Linh á thì em đang mặc một cái đầm lệch vai đúng không? Với chị Minh Tuyết thì chị sẽ không có xõa và che vậy, chị sẽ giật sang một bên. Để mà cái mái tóc bên này nó được bồng bềnh, đó là cái phong cách chị Minh Tuyết. Thì rất là mong trong những cái tiết mục tiếp theo đây này thì các em hãy phát huy nha. Chúc các em thành công. Trời ơi, chị chưa bao giờ mà nhiều cái lời khen mà nứt cả cái lỗ mũi. Bởi vì em nói nãy em ngồi kế anh là một cái sự quyết định vô cùng sáng suốt. Trời ơi, cảm ơn các vị giám khảo. Tôi chân thật, không giống như những người kia tự khen nhau rồi tự nói lựa chọn nhau là chính xác. Trời ơi. Một đôi quang gánh tranh vai luôn còn thôi xuôi ngựa. Đôi ngựa ôm nắng tân côi nơi hè phố. Một đôi quang gánh trên vai không còn dao rau sạch. Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng làm mơ. Gánh dâng đôi đồng xanh và tươi, tiếng sao con người ngày trăng lo. Có khi mưa về khu vườn bao la, nhà mây lá lên từng cao. Sáng nay không còn gồng gánh nữa, ôi niềm vui đã đến rồi. Nắng mưa vời xanh.
giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm đôi vai em gầy. Hãy cho anh mắt hiền để trái tim. Một đôi quang cánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược đôi mưa ôm nắng thân coi nơi hè phố. Một đôi quang cánh trên vai lưng còng rau rau xanh giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Một đôi quang cánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược đôi mưa ôm nắng thân coi nơi hè phố. Một đôi quang cánh trên vai lưng còng rau rau xanh giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Thưa quý vị, phần mở màn với bốn chàng trai thật sôi động. Không biết rằng bây giờ thì các vị giám khảo đã nghe ra ai là thần tượng của các bạn này hay chưa ạ? Đó là Hà Anh Tuấn và Khánh Phương. Wow! Đúng là ca sĩ Khánh Phương và ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và một cái điều rất thú vị đó là chúng ta được nhìn thấy trên sân khấu hình ảnh của Hà Anh Tuấn ở hai giai đoạn. Cái giai đoạn trước khi Hà Anh Tuấn giảm cân trên 100kg và Hà Anh Tuấn của hiện tại đây, làm tôi liên tưởng tới giám khảo Trấn Thành của chúng ta. Trấn Thành thì trước đây hình như nghe đồn cũng trên 100kg rồi cũng cố gắng tập luyện lắm, bây giờ mới có được cái body vậy. Anh Nghĩa, giữa em với anh thì anh nghĩ ai gần với con số 100 hơn? Trời đất ơi, vì nghe đâu hồi đó em cũng vậy nè, đúng không? Hồi đó cái cao nhất của em định điểm là có 76 thôi. 76 lần hả? Thôi bây giờ 76 nó cũng gần với 100 mà mình làm tròn 100 luôn đi nha. Giờ cái xuống xong ba giờ Nghĩa lên ơi, lại 74 mà. Nghĩa nói sai rồi. Sao chị? Du quan cho người ta, ngày xưa người ta có 76 nhưng trong tương lai người ta sắp 100. Đó. Tôi nhớ tôi cũng đối xử dễ thương với Tuyết lắm mà. Cũng từng đi ăn bistec với Tuyết mà. Rồi những ly chè ai rủ tôi ăn chè phải môn đẩy vô bốn chén giữa đêm cho tôi mệt. Ai? Rồi bây giờ mỉa mai xía xôi. Tôi không biết rằng chị Minh Tuyết có mời Thành bốn ly chè khoai môn hay không, nhưng mà tôi từng tận mắt nhìn thấy trợ lý của Trấn Thành mang tới một hộp chè khoai môn, khoai bắp, khoai mỡ gì đó không biết, mà có chan nước dừa bên trên nữa vào lúc nửa đêm. Anh vừa phải đó, chè mà chè phải mở, ai mà nấu thiệt á. Ai mà biết được em. Bữa đó có mời tôi ăn mà tôi kiên quyết tôi từ chối, tôi gạt ra, tránh xa tôi ra. Đó anh tôi làm Nghĩa gì đó. Ơi, anh không ăn nhưng mà anh đừng có đơm đặt cái chuyện mà chè khoai mỡ, nghe nó sợ sợ sao. Đúng không Như? Cái gì mà chè khoai mỡ? Bởi chè khoai môn nấu với khoai mì. Môn mà môn với mì. Đính chính giùm Thành cho. Có đem cái hộp đó lên đàng hoàng à. Nhưng không phải là chè. Chứ gì chị? Nó là chuối. Gọi chính xác là kem chuối. Nhưng bỏ trong một cái hộp. Sữa tươi dừa, em. Cái dừa nạo em. Cái dừa nạo làm bằng trên. Sữa tươi nữa. Xong rồi nó có đậu phộng rất là nhiều. Và đặc biệt sau đó một cái chị trợ lý chỉ cầm lên một cái bịch nữa. Chị tưởng cái bịch gì, ai ngờ bịch nước cốt dừa phải chan lên như vậy Thành mới chịu ăn. Dạ. Sau đó Thành sau mời, cái hộp gì? Kem chuối đó quý vị, cái bà trợ lý đó mới còn đẩy vô tô bún mắm nữa. Đúng rồi, bữa nay em có ăn. Thưa quý vị, chúng ta đang đến chương trình Ca sĩ Thần Tượng, không phải chương trình ẩm thực cùng Trấn Thành. Sẽ mời quay lại với các thí sinh. Dạ, tại bởi vì hôm nay chúng ta thấy có hai hình ảnh của Hà Anh Tuấn với hai thời kỳ, làm tôi liên tưởng tới Trấn Thành cũng như là cái vấn đề ẩm thực của Trấn Thành mà thôi. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các bạn thí sinh của chúng ta đây. Mời bạn số 1 giới thiệu về mình nào. À, mình tên là Lâm Trần Thuận và mình đến từ Cần Thơ. Tiếp theo, mời bạn. Em tên là Lâm Hoàng Đệ, đến từ Cà Mau. Lâm Hoàng Đệ, đến từ Cà Mau. Mời bạn số 3. Vâng, và lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới lại ban giám khảo và các bạn giám khảo ở đây có một đêm thật là nhạc, thật là ý nghĩa và một lời chúc sức khỏe. Khỏe quá, rất khỏe. Rất khỏe, rất khỏe, mình nói tên đi nè. Nghe cái giọng của đổ hộp của em là anh thấy khỏe rồi. Và em tên là Trương Tiến Thành, em đến từ Khánh Hòa. Tiến Thành đến từ Khánh Hòa, hát giọng của Khánh Phương. Mời bạn số 4.
Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Võ Ngọc Khánh và em đến từ Đà Nẵng à, và xin kính chào tất cả mọi người. Và có một điều nữa là em xin bên anh Trấn Thành chút xíu à. Có nhiều thể loại ăn cũng không mập, thở mập, em Trấn Thành là hai loại đó. Nên là mọi người đừng có mà đâm anh ấy, tội lắm. Bé trai, dạ. Em có muốn đi tiếp vào vòng trong hay không? Mà em xếp anh vô cái dòng sản phẩm mà thở cũng mập như em thì cũng ngang ngang nhau đó anh. Ngang cái gì? Em dòm lại bắp tay em đi, cái bắp tay em bằng cái bắp đùi anh nè. Mà em nói cái gì? Dừng lại trước khi quá muộn em. Được rồi, tới đây chia sẻ, tới đây được rồi. Anh tới đây là được rồi, chị Khả Như mới cứu em một vé đó. Được rồi, được dạ. rồi. Thôi bây giờ chúng ta hãy vào chuyên môn đi. Dạ, vào chuyên môn đi nào. Mời giám khảo Minh Tuyết trước nha. Cái người mà Tuyết nhận ra đầu tiên đó là bạn số 1. Cái giọng bạn hát là Tuyết nhận ra ngay là Hà Anh Tuấn. Và khi đèn sáng lên á thì cái cách ăn bận, cái cách biểu diễn của bạn cũng rất là giống Hà Anh Tuấn. Tại vì Tuyết cũng có gặp Hà Anh Tuấn vài lần, cũng có hát chung một ít show với Hà Anh Tuấn thì. Rồi có thân không chị? Xem thân quen à, quen mà có thân. Ít ra là trong showbiz cũng có người chị Tuyết chứ ít thân. Không, Tuyết đang thân triển vọng rồi sẽ thân. Hà Anh Tuấn là một người rất là điềm đạm, ăn có sống nội tâm không dạ. Tuyết? Hoàng Nhật Nam, anh đừng tìm điểm chung nữa đó. Dạ, mời chị Tuyết. Cái điểm đầu tiên khi mà đèn sáng là Tuyết thấy là bạn số 1 là cái ấn tượng nhiều nhất đối với Tuyết. Bạn có những cái nốt cao bay giống Hà Anh Tuấn. Tuyết mong muốn là vào cái vòng trong á, bạn hát bài đơn á thì sẽ nghe được rõ ràng hơn. Bởi vì hát chung thì cái câu mà các bạn hát nó rất là ít, cho nên khó có thể nhận dạng ra được. Xin mời anh giám khảo Hoàng Nhật Nam. Hình như có một cái điểm trùng hợp ở đây á, là tên của từng bạn Lâm Trần Thuận ha, Lâm Hoàng Đệ, Trương Tiến Thành, Khánh, Võ Ngọc Khánh. Khánh. Và các em đứng trên bốn cái bục này nữa. Và tên thường, cái tên mà ba chữ á, gợi nhớ tới Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông á. Cứ à. Quách Phú Thành rồi Lưu Đức Hòa này kia vậy đó. Vì phần lớn á, là tên ba chữ rất là hay. Đó mà không, anh không nói tên anh đâu, chữ là Hoàng Nhật khán giả Nam nói Nam thôi đúng không? À, chị để cho là Hoàng Nhật Nam à. Từ đây tôi sẽ tên là Huỳnh Trấn Thành nha. Anh rất là thích cái không khí mà bốn bạn nam mang lại cho cái tiết mục mở màn tối hôm nay. Và nó rất là hào hứng. Cái phong cách của từng bạn á, rất là manly, rất là nam tính. Trong hai bạn Khánh Phương thì bạn Khánh Phương số 3 này á, là em có một cái đạo cụ, một cái vũ khí á, là một cái khăn á. Thì nhắc đến Khánh Phương là ai cũng nhớ đến cái bản hit đầu tay của anh là chiếc khăn gió ấm cả. Rất là mong đợi các bạn sẽ, bốn bạn sẽ thể hiện không những trong giọng hát mà trong phong thái nữa. Hà Anh Tuấn phải như thế nào? Như em thì hơi hiền quá. Hà Anh Tuấn phải chất nghệ hơn trong những cái động tác tay, những cái chỉ, những cái đưa tay như vẫy 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 như thế này. Và ảnh feel cái bản nhạc á, feel the beat rất là tốt luôn. Thì anh rất mong là những điều đó sẽ được thể hiện trong những cái bản trình diễn tiếp theo. Mời Trấn Thành. Hai bạn Khánh Phương thì hình như là Thành cảm giác là đúng là do các bạn sung quá nên các bạn đẩy năng lượng ra quá nhiều. Đẩy lửa nhiều quá nhiều khi nó khét đồ ăn. Thành thử ra là nhẹ tất cả mọi cái cũng quy về ẩm thực. Yeah. Phải về ẩm thực thôi. Nói chung là các bạn dặn lửa lại cho một tí. Về hai anh Hà Anh Tuấn, thật ra khi mà đèn tắt tôi thấy cái bóng dáng bạn thôi tôi nói Hà Anh Tuấn luôn. Tại vì cái mái tóc xẻ qua bên này, cái áo, cái dáng đứng của bạn là hoàn toàn là Hà Anh Tuấn luôn. Và riêng bạn bên này Hà Anh Tuấn mà phiên bản F1 trước giảm cân đó thì thật sự ra chưa giống lắm bằng bạn này. Nhưng mà cái tiềm năng của em rất là cao. Chuyển từ bài này lên tông rồi lại xuống tông, mà cái đoạn lên tông rất cao, em Nam lĩnh sướng lên quãng 8 rất tốt luôn. Nên anh hy vọng cái bài đơn em sẽ làm tốt. Chưa qua phố đông người giọt nắng như mùa bên ly cà phê, anh mơ màng mong chờ em tới, bình hoa sang đây cũng như khác hơn khẽ rung lên như làn môi đang cười, ngồi đợi em cà phê một sớm, nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn, và ngoài kia dường như ngày cũng thanh thang đón chào theo từng bước chân người. Ngồi đợi em cà phê một sớm, dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Seattle, Seattle.
nắng mà chưa qua những khung cửa. Ngày mới lên song xanh ly espresso, dăm ba người đang ngồi xem bao. Bài ca sáng nay cũng nghe khác hơn, ngỡ như ai đang nhìn anh mỉm cười. Ngồi đợi em cà phê một sớm, nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn. Và ngoài kia dường như ngày cũng thanh thang, cũng trao thay từng bước chân người. Ngồi đợi em cà phê một sớm, dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Seattle. Em như mùa thu vàng trong đời câu, em như giọt nắng vàng long lanh đôi mắt em nhìn anh. Một sớm anh ngồi mơ màng, mùi hương thơm đắm say. Như bao ngày nắng dài trong đời câu, như mưa ngàn suối đọng lung linh trong khói hương tỏa bay. Sớm anh ngồi yên lặng, lòng bâng khuâng nhớ ai. Khi đi xa anh mang nỗi nhớ, nụ hôn thơm thắm dịu dàng nồng nàn một sớm. Nụ cười rõ ràng bạn bè ngồi quanh với ly espresso, màu mắt long lanh vàng espresso. Đường phố thêm mơ màng espresso. Cuộc sống ôi tuyệt vời, khát khao dâng tràn. Na 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 espresso. Màu mắt long lanh vàng espresso. Đường phố thêm mơ màng espresso. Cuộc sống ôi tuyệt vời, khát khao dâng tràn. Na 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 na. Ngồi đợi em cà phê một sớm, nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn. Vào ngoài kia dường như ngày cũng thanh thang, đón chào theo từng bước chân người. Ngồi đợi em cà phê một sớm, dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Seattle. Xin chúc mừng thí sinh Trần Thuận. Xin mời nhận xét đến từ giám khảo đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trần Thuận hôm nay rất là đẹp trai và rất là chất trong cái bộ cảnh này. Khác với những hôm trước, vẫn cảm nhận được là Trần Thuận có sự nỗ lực, có sự cố gắng để mà trong về mặt diễn xuất trên sân khấu, cái phong cách biểu diễn của mình vẫn tương tác với các diễn viên múa, vẫn có nhún nhảy và có nhiều động tác giống Hà Anh Tuấn hơn. Tuy nhiên là anh nghĩ là Trần Thuận cần phải giải phóng hình thể một cách toàn diện hơn nữa. Cái gì đó nó vẫn còn rụt rè lắm. Những cái bước đi hay những cái sự nhún nhảy của mình một chút trong cái buổi sáng ở Siao Cà Phê thì Hà Anh Tuấn nhún nhảy và feel nhiều hơn, say cà phê nhiều hơn. Và anh cũng cảm nhận được cái điều đó khi mà xem Tuấn diễn. Đó thì chắc là Thuận cần phải thêm một chút xíu nữa thì nó sẽ tròn đầy hơn. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Em hát cái bài á, em sợ em hát phô nên em phải hát gói ghém cho nó chắc chắn. Em sợ em nhảy quá, cái bước nhảy mình nó không thoải mái, nó không phải là mình. Cái mình gói ghém mình không dám bùng. Khi một ngày nào đó em dám dấn thân một tí, anh dùng từ đó, em bắt đầu biết cách lao vào cuộc chơi một cách miệt mài, dẫu nó có sai, dẫu mình có tệ, dẫu hình thể mình có xấu, dẫu nó chẳng phải là mình trước kia, em cũng nên thử. Bởi vì cái em đang thiếu đó là năng lượng tích cực. Em là thanh niên nghiêm túc duy nhất
trong cái quán cà phê CEO hồi nãy. Ai người ta cũng vui, có mình em không vui thôi đó. Nè, nè, nội chỉ thấy cái nụ cười của em nó cũng không phải là... Không dám cười nữa trời. Cười một cách thoải mái nữa. Cười đi em, cười giống chị nè. Thật sự là một, gì vậy? Cái con đường mà để mà một ca sĩ có thể thành công được không phải là một điều đơn giản. Tại rất sao? Là khó. Đây giống em phải bứt phá ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Chị là ngày xưa chị gói ghém, chị sống trong một cái con ốc. Ngày xưa nếu chị không ép chị Ly thì chị Ly sẽ không được như bây giờ. Thì... bây giờ em cứ nghĩ như vậy nè. Nếu em không cố gắng, em không thử, em sẽ không bao giờ được hát nữa. Bởi vì những bạn đi sau em càng ngày họ càng bước lên, họ càng tiến bộ hơn, thì em sẽ là người tụt lùi và cuối cùng em sẽ rớt xuống cái hố. Ra khỏi cái vỏ bọc của ra mình. Ra khỏi cái vỏ ốc hút của em. Trời ơi. Nói luôn ốc hút đó. Chuyển về đài tài. Em phải rồi. Kiếm cái máy hút. Mà cái máy hút đó là cái gì anh không biết. Có thể nó là somebody. Có thể nó là đúng, something đúng. Đến có thể em. Nó là somebody đúng, có thể. Em phải gặp một người nào đó, anh nói thiệt nghiêm túc. Người cỡ như bé Như vậy đó. Thiệt. Cô gái đó nếu sống tích cực sẽ tạo cho em thói quen sống tích cực. Và vậy nè em ơi, hút hồi ra nãy... Như. Đừng. Con Như nó hút lên đem về nhà luôn đó. Nó ghê lắm. Ok em nẹp em lại. Như là máy hút bụi đó. Cái gì nó cũng hút được hết á. Chết à. Nhưng mà ý anh nói em hiểu không? Hồi nãy là jazz mà nó còn phân khi nữa, nó rất là tươi vui. Đúng không? Em phải vậy. Nhưng mà hôm nay đã cũng có tiến bộ rồi. Baby I'm sorry again. Hãy thứ tha cho em. Lúc ấy chắc có lẽ em dại khờ. Vì nhớ anh đầy vai, câu yêu thương chưa thành lời. Người ơi em xin anh hãy bên em. Hãy thứ tha cho em. Anh đâu nào hay em biết sai, bởi vì em luôn hân ghen khi anh cười vui với ai. Còn đâu khi thời gian vô tình mang anh đi, vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh. Bao lời yêu thương vẫn còn đây. I want someone to take it back. Bao nỗi đau anh đã trao. I want someone to take it back. Vì người yêu không còn đắm say. I want someone to take it back. Chỉ hơn năm dần anh biết như xưa. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cây đắng vội vàng. Đi qua mà những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Chẳng có lẽ
xin chúc mừng thí sinh Đan Trang. Cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ đoàn Ô cùng nhóm bè Cadillac. Em ơi, một trời thần thái. Em bị mệt hả? Chị cũng mệt. Chị nhảy theo đó, chị mệt. Không mệt nha. Dạ. Cái tiết mục này mệt thiệt nha. Mệt thiệt. Ngồi lo cho em mà mệt đó. Lo cho tim cũng rớt ra ngoài. Cái câu cuối Baby I'm sorry again là lên tới gần rê thăng luôn. Mà hát căng. Nói thiệt, hồi nãy Linh không phải là không nổi. Nổi, nhưng nó bị vướng, nó bị với, nó bị mệt. Giống như người ta phải ngồi người ta lo là trời ơi con bé nó có lên được hôn vậy. Nhưng thật sự là lên được. Nhưng mà thế này nè bé, theo anh thì anh vẫn đề nghị em như thế này. Tại vì em thật sự là một thí sinh rất là tiềm năng. Và hôm nay em rất đẹp ha. Mặc đồ mọi thứ, anh nói thiệt em, với cái vóc dáng của em ban đầu khi đến với chương trình, không ai nghĩ là một ngày nào đó em có thể mặc một cái bộ gym suit như thế này để đứng ở đây biểu diễn. Và hôm nay em cột tóc lên, gương mặt vẫn rất thon gọn, V-line, đẹp đẽ. Và em càng ngày càng lột xác. Bộ trang phục này nó hỗ trợ em rất là nhiều. Và quan trọng thế này nè, em không bị những cái mà chưa hoàn hảo về ngoại hình nó cản trở mình, mà em vẫn tự tin. Cái đó là anh phải khen em trước. Nhưng hôm nay hát lo lắng quá. Tại vì chị Hà là cái người khổ luyện để lên được những cái nốt đó hả? Em theo anh thì anh thấy rằng em là nữ trung, quãng giọng ấy nằm ở tầm trung, nó rất đẹp. Em sẽ lên cao được, nhưng mà trong một bài anh cũng hy vọng là em lên cao một hai lần thôi. Tại vì mình thi mình phải an toàn là trên hết. Cái bài này nó lên tông liên tục mà nó còn nhảy nữa, nên không phải là trật nhiều, nhưng mà thật sự ra là có nhiều đoạn nó trên luôn, nó trên hẳn cái nốt ra luôn. Nên anh nghĩ rằng lần sau em phải rất cân nhắc, hoặc em xuống tông để em giữ được những cái nấc thang cao độ, hai là lựa cái bài nó vừa với sức của mình. Chứ nếu mà em hát mà kiểu này anh thấy nó hơi nguy hiểm, nhất là mình gần đến vòng chung kết rồi. Ở những chặng đường này ai sai lầm nhiều hơn người đó thua, nhớ điều đó. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Anh Thành nói là tại vì anh Thành thấy cái đoạn cao của em hát á, thật sự là đúng, là tại vì Hà bây giờ Hà luyện cái quãng của Hà, cho nên là Hà hát cái đó mình hát theo nó là cả một vấn đề. Nhưng cái này là chị nghĩ là cân đông đo đếm rồi, em không thể nào xuống tông thấp hơn nữa, tại vì cái đoạn trầm không nghe luôn. Tại vì ở cái câu mà em feel á, là không phải là nó chuyển tông nhiều, mà là cái bậc của nó lên cái chỗ mà ta 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 ta, ta là nó lên ba lần như thế, chứ không phải là em chuyển tông nhiều, em chỉ chuyển tông đúng một lần, phải không? Nhưng mà tại vì cái bài này, cái quãng, cái chỗ đó feel nó cao quá, và cái quãng nếu mà em xuống tông thấp nữa là sẽ hoàn toàn không nghe được gì. Thực ra trong bài hát này cũng không nghe cái đoạn thấp của em, nhưng mà người ta sẽ du di, bởi vì đây là một cái bài dance. Quan trọng cái lực em giữ trong khi nhảy thì là em vẫn làm tốt. Tức là em chỉ làm cho người ta cảm thấy sợ. Sợ là tức là hồi hộp em có lên tới hay không. Nhưng em lên vẫn tới, nhưng mà nghe nó có vẻ rướng thôi. Chị thích em ở chỗ là em tự tin vào cái hình thể của mình. Em không có sợ, em không có ngại. Chính vì cái tự tin đó nó làm cho em được thoải mái trên sân khấu. Em chỉ bị một tí xíu vấn đề này kia tí xíu anh Cảm Thành cảm thấy. Nhưng mà đối với chị trong bài này, chị ghi nhận cái sự nỗ lực của Trang rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Đúng là thật là khi mà mình hát mà không có đàn á, cái đoạn đầu á, em không có giữ vững được cái cao độ của em thì nó hơi bị chênh phô. Nhưng mà phải nói rằng là để mà hát một bài hát mà vừa nhảy nhiều mà vừa giữ được cái cao độ, nó không phải là một cái điều dễ dàng. Theo như chị nghĩ rằng nếu mà em không nhảy thì cái nốt đó em vẫn có thể tới, chứ không phải là không. Với cái sức của em, bảo đảm là em sẽ hít được. Nhưng để mà muốn trở thành một Hồ Ngọc Hà mà gọi là toàn vẹn thì phần dance á, là nó phải vô cùng tốt. Thì đối với chị thì phần đó em vẫn chưa được tốt. Nhất là những cái động tay, những cái động tác tay của em á, nó bị lưng chừng, nửa chừng, hiểu không? Thì đó, cái đó em phải học thêm nếu như em muốn vô chung kết và muốn hoàn thiện bản thân mình hơn. Chị nói những khuyết điểm là bởi vì chị muốn em vô chung kết.
con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a, tối nay ở trọ trần gian trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ý a, sương kia ở đầu tường không, mưa nắng ở trò bên trong mắt người. Tường không ý a, người sinh ý a, nhân gian về trò gần nhau bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Ý a, ý a, ý a. Mây kia ở đầu tường không, mưa nắng ở trò bên trong mắt người. Tường không ý a, người xinh ý a, tim em người trò là tôi, mai kia dù có ra sao cũng gần. Sinh ở đầu người sinh, đi đứng ở trọ đôi chân thủy kiều. Người sinh ý a, kiều sinh ý a, xin cho về trọ gần nhau, mai kia dù có ra sao cũng đành. Trăm năm ở đầu nghìn năm, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Ngàn năm ý a, buồn như ý a, ô hay là một vòng sinh, tôi như người bóng lênh đênh giữa đời. Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Nói về cái bài hôm nay thì Nguyệt còn có một cái điểm nhỏ này là tại lần trước và lần này luôn thì Ly muốn góp ý cho Nguyệt. Cái này nó không có nằm trong trong cái phần hát, nhưng lúc mình di chuyển ra, Nguyệt để ý tí xíu, mai mốt mình xem TV lại mình sẽ thấy là Nguyệt đi á, để ý cái dáng đi của mình nó khoan thai một tí xíu. Mình đi vội quá, gấp lắm.
Bữa tuần trước cũng vậy, đi vội vã cô ra để mà hát kịp cái câu của mình. Mình phải canh cái nhạc để mình ra sân khấu trước khi để mình hát. Và hôm nay cũng vậy, cái lúc mà để mà đi từ trên những cái bậc tam cấp đó xuống đó, mình sẽ canh như thế nào. Nó không có gì hết nhưng mà nó sẽ không được đẹp. Tự nhiên mình hát cái giọng hát rất là đẹp, rất là hay, tự nhiên lò dò xuống từng bậc thấy khổ ghê. Rồi cái ở ra tới đây chị Ly, tại vì là nó cao em, không phải anh Minh Vi nói là đứng ở trên đó hát hai phiên khúc rồi xuống, nhưng mà tại vì cái chân em đang bị thương nên em đứng không vững, em phải bước tiếp. Thì cái chân bị đau á chị nên đi nó bị nhưng mà bước lò dò mới sợ. Dạ. Rồi khi Nguyệt xuống đây thì mình, khi mà đứng xuống đó an toàn đứng đây thì từ từ mình khoan thai mình đi ra, cái gì mà đi vội giống như ai rượt vậy đó. Cái đó nó là chỉ là giọng hát mình đẹp thì mình cũng phải làm cho nó chỉnh chu cái dáng đi của mình nó đẹp luôn, để người ta thấy nó vội vàng quá thôi ha. Chúc mừng tiết mục của Nguyệt. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Nói về đẹp, chị Minh Tuyết, nếu như các bạn, nhất là bạn nữ mà bước từ trên cao bước xuống thì nên có một người dancer, bởi vì các bạn đều mang giày và Tuyết nhìn cái bậc đó rất là cao. Và còn tất cả những cái khuyết điểm vẫn thấy ở Nguyệt, cái giọng của Nguyệt nó vẫn sáng, nó quá sáng. Mặc dù không biết làm sao cho nó đục lại một chút xíu để giống cô Khánh Ly. Thì cái con đường mà đi đến chung kết nó cũng không phải là khó khăn. Cho nên mà rất là mong muốn là Nguyệt phải thực sự là ý như cô Khánh Ly. Thì cái điều đó mà sẽ khiến cho mọi người phải vỡ òa nha. Chúc mừng Nguyệt. Thank you.
rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trao muôn ngàn lời thơ. Cảm ơn phần hỗ trợ của Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Thanh Mộng cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa. Cao Công Nghĩa là quán quân mùa đầu tiên của chương trình Cặp Đôi Vàng. Thế thì lần này em song ca cùng với Thanh Mộng, cảm xúc của em như thế nào khi mà bạn thể hiện trong hình ảnh của nữ ca sĩ Minh Tuyết? Ngày hôm nay thì em rất là vinh dự được mời để hỗ trợ cho Thanh Mộng. Chúng ta gặp nhau cũng mới, nhưng mà bạn Mộng rất là chăm chỉ, biết lắng nghe cái sự giúp đỡ của các anh chị về vũ đạo hay là về cách hát. Em cảm thấy mình may mắn vì được hỗ trợ cho bạn Mộng. Xin cảm ơn Cao Công Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn em. Không, mà Nghĩa đẹp, cái tạo hình của Nghĩa đẹp. Đẹp đó. Gái giống Nhật dễ sợ luôn á. Xin cảm ơn quý vị ạ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh có nhận xét gì về tiết mục ạ? Ý tưởng từ những cô geisha Nhật Bản trong những cái bộ yukata thì rất là hấp dẫn và rất là lôi cuốn. Hai giọng ca của hai cô nàng này rất là ngọt ngào và dễ thương, những phần dàn dựng khác nữa. Thực sự là anh thích về cái phần của Nghĩa nhiều hơn. Vì sao? Hôm nay thì Nghĩa mặc một bộ dài, còn anh hiểu lý do vì sao cái bộ của Mộng á là bị ngắn lên luôn. Dạ, dạ, dởm giặt lần nó rút lên á anh. Dạ. Cứ mỗi lần Thanh Mộng ra là anh có tính giải trí cao khoảng mấy. Em giống như là gala cười của chương trình á, anh nói thiệt. Bà ra nó có một cái gì đó, nó vừa nghiêm túc mà nó vừa xàm, thấy không bác Càng? Vậy là Mộng ơi, em mang cái tính giải trí rất cao luôn rất đó. Rất cao, bà thanh thoát, bà nhẹ nhàng, bà làm đi xa, bà dân trà mà cái đùi bà ngắn ngủ nè. Cái đầm ngắn, bà nhìn nó kỳ cục, y như mẹ đi chợ mới về. Đúng trà không anh? Ừ. Không biết sao cái phần trình diễn em, anh thề, cứ em ra là anh cười, anh không chẳng biết sao. Nói là nó đùa vậy thôi, nhưng mà thật sự là em là cái người á rất là nghiêm túc. Em là cái người mà tiến bộ người ta thấy rõ luôn á. Hôm nay em hát rất giống chị Minh Tuyết luôn. Có cái độ vang nhiều hơn, bắt đầu có độ rung rất là nhiều. Mặc dù giọng em cũng không phải là như thế. Em phải tập từng cái gì, cái gì, cái gì để ra cái ngày hôm nay. Mà hôm nay em bỏ những cái vuốt rồi khủng xuống của chị Minh Tuyết đó em. Vuốt rồi cái ngồi hát mệt mỏi. Trời ơi, người ta nhảy cái bài này mà bắt tay ý là khủng xuống. Em đã bỏ được những động tác đó để vào một cái bài hóa thân, mà vẫn ra Minh Tuyết, cái đó nó mới khó. Hôm nay anh thấy thật sự là giống, chỉ là không tinh tế bằng chị Tuyết thôi. Em hát cho mình câu cuối làm. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau. Rồi. Em thấy em hát không? Nhau. Em phải hát là chốn nào ta dịu nhau. Nhau. Nhau là vần u, là cái miệng banh ra rồi mới gom lại. Tinh miệng, tế hay không? Miệng mở ra rồi gom lại miệng sự này rồi. Mà dùng cái từ banh ra. Ok, thì ý là mình nói vậy cho em nó hình dung ta cái hiện tượng tràn ra rồi túm lợ, người ta mới hiểu là phải tràn ra rồi mới túm nó lợ. Em hiểu giùm chị đi. Thiệt chứ bộ, tại vì chị Minh Tuyết hát phát âm rất là chuẩn. Tại vì chị Minh Tuyết cũng là người chỉnh chu thế nào trong phát âm thì chị mới có vị trí như ngày hôm nay. Thì anh nghĩ là em nên tập cái sự tinh tế cho mình. Chị Ly cảm thấy như thế nào ạ? Mộng thì có tiến bộ. Ra em hát thì tốt. Và hôm nay có biểu cảm đồ tất cả. Lúc mà ngồi góp rượu thì cái ánh mắt có biểu cảm đàng hoàng. Hôm nay có hết. Chị Minh Tuyết, xin mời chị. Cái sự quan sát Trấn Thành quá tinh tế. Những gì Trấn Thành nhận xét về chị anh thì... cảm thấy tổn thương quá. Tan nát cõi lòng. Trời ơi, đàn ông ganh tị đi sợ. Chứ bây giờ biết làm sao Người ta nói người ta thần tượng mình mà mình bận áo dài hát người ta không biết thì bây giờ làm sao? Cái miệng chót lưỡi đầu môi, lời nói đầu môi đó, bởi vì khổ lắm. Chót lưỡi đầu môi. Dạ tụi em còn trên này ạ. Dạ mọi người ơi, nói tóm lại ngày hôm nay cái giọng hát của em là chị phải nói là cái độ sáng, độ vang và cái ngân đuôi của em giống chị nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Cái luyến lấy của em bắt chước chị cũng giống, chỉ là cái phần phát âm của em á nó hơi bị bẹt một chút xíu. Đúng rồi. Em phải gom lại chút xíu. Và cũng giống như chị Ly nói,
Khi mà em ngồi đứng đây với cái anh khách thì em nhìn ảnh với một cái ánh mắt nó rất là có hồn. Thì cái sự tiến bộ em nó đã bước lên thêm một bước nữa rồi đó. Chúc mừng em.